Chào anh em, chào mấy chú. Bữa nay em có về được một lô áo sơ mi hàng của Mỹ nha anh em chú. Áo này là có mức giá là 250k nha. Anh em mấy chú mua một cái, hai cái gì em cũng bao ship cho anh em mấy chú hết. Trước khi nhận hàng anh em mấy chú có quyền kiểm tra rồi mình mới thanh toán nha anh em mấy chú. Ví dụ mình kiểm tra ưng vừa ý thì mình hãy nhận hết thanh toán nha. Còn không ưng không vừa ý thì anh em mấy chú có đưa shipper hoàn về bên shop lại dùm em. Anh em mấy chú chịu dùm em phí ship là 30k nha anh em mấy chú. Rồi cái nữa là anh em mấy chú mà có đặt hai ba áo, anh em mấy chú kiểm tra mình không ưng không vừa ý một cái nào đó. Rồi anh em với mấy chú nói shipper là anh em mấy chú ừ. ừ không ưng cái đó, rồi shipper sẽ điện về bên shop em. Rồi bên shop em sẽ xử lý cho anh em mấy chú là tách đơn ra không nhận cái đó. Rồi anh em mấy chú cũng chịu dùm em với ship là 30k là hoàn cái áo đó về bên shop lại dùm em nữa nha anh em mấy chú. Rồi còn thêm một cái nữa là anh em mấy chú mà có đi đâu, shipper điện giao cho anh em mấy chú, anh em mấy chú không có nhà đó, anh em với mấy chú hẹn với shipper đi chừng nào anh em mấy chú về shipper sẽ giao lại cho anh em mấy chú nha chứ anh em mấy chú đừng có mượn người nhà hay người khác nhận dùm nha anh em mấy chú anh em mấy chú mà mượn người nhà người khác nhận dùm rồi các anh em mấy chú về kiểm tra không ưng không vừa ý thì bên shop em á, là trước khi bên shop em á, là anh em mấy chú thanh toán và cho anh em mấy chú kiểm tra bởi vì anh em mấy chú mà thanh toán rồi là bên shop em không có xử lý thắc mắc hoàn đổi trả của anh em mấy chú lại được nha bởi vì nên anh em mấy chú phải cân nhắc là mượn người nhận dùm nha anh em mấy chú rồi bây giờ em lên mã áo nha anh em chú nên em chú áo còn rất là đẹp luôn nha áo rất là đẹp luôn em này của nhà thương hiệu Levi anh em chú hàng của Mỹ nha áo rất là đẹp luôn đây cái túi nó có cái táp Levi nha áo rất là đẹp Rồi em này có mã là Y651 Bờ vai 49 Eo bụng 57 Chiều dài 78 Em này có mã là Y651 Áo còn rất là mới Rất là đẹp luôn <laughs> Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Thông mì anh em chú Logo nó thiêu ở ngực nha Áo đẹp mới rất là mới luôn anh em chú Áo còn rất là mới rất là đẹp rồi em này có mã là Y sáu năm hai bờ vai bốn mươi chín eo bụng năm chiều dài tám em này có mã là Y sáu năm hai rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu Hot Liter này mình, mình logo nữa nha ừ, áo rất là đẹp luôn em này mình giải pho như này em chút, dày dặn chắc chắn luôn ừ, có độ giãn nhẹ nhẹ luôn em chú mặc rất là sướng luôn ó mình giải nó có cái độ giãn nhẹ 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 vậy đó. Mặt sướng lắm anh em chút. Áo rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Hót Rồi, em này có mã là Y653, bờ vai 42, eo bụng 53, chiều dài 73. Em này có mã là Y653. Rồi tiếp theo nữa lòng em của nhà thương hiệu Hot Litter nữa anh em chút. Anh em chút. Áo đẹp. Rất là đẹp, rất là mới luôn áo ừ. còn đẹp mới lắm anh em chú thương hiệu nữa nha ừ, hot liter rồi em này có mã là y 654 bờ vai 45 eo bụng 55 chiều dài 74 em này có mã là y 654 ừ. áo đẹp mới anh em chú rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap anh em chú ừ. áo đẹp mới lắm nha mấy áo này là em tiễn không anh em chú Bây giờ em nào em thấy là độ mới nó là ngang với nhau nha như là mới không là anh em chút còn dụ mà người ta dụ người ta khui kiện á thì dụ có mới có cũ ừ. chứ không có được mới hết đâu còn của em tiễn là hàng của em là chất lượng là mở điều ra cái nha anh em chút bây giờ anh em chú cứ yên tâm chốt đi nha đừng có lo áo cũ không ừ. áo của em đó rất là mới rất là đẹp rồi em này có mã là y 655 bờ vai 45, eo bụng 52, chiều dài 77. Em này có mã là Y655. Ừ. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Tommy Hilfiger anh em chú anh em chú xem này. Còn cũng chỉ găng đó là áo này là áo mới nữa, chưa sử dụng luôn anh em chú. Này, đó, logo nó thiêu ở túi nha. Áo rất là mới, rất là đẹp. Ừ. Đẹp mới lắm anh em chú hàng tiễn mà đó nhưng mà em bán cái giá này là giá quá rẻ cho nên mấy chú luôn á rồi em này có mã là y 656 bờ vai 44 eo bụng 51 chiều dài 76 em này có mã là y 656 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Zara Zara men áo rất là mới sọc rất là đẹp luôn Ừ. áo mới sọc rất là đẹp luôn nè mấy chú. Ừ. Rồi em này có mã là Y sáu năm bảy 47 bốn mươi bảy bụng năm mươi chiều dài tám em này có mã là Y sáu năm bảy rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thông mì nữa nè mấy chú ừ. Ừ. áo đẹp mới lắm này logo nó thiếu túi nè mấy chú áo rất là mới rất là đẹp ừ. nè sọc rất là đẹp luôn áo rất là mới luôn ừ. rồi em này có mã là y 658 bờ vai 50 eo bụng 61 chiều dài 80 em này có mã là y 658 rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Hocklitter nên em chụp nha logo nó thì ở túi vậy nè áo đẹp mình giải phò nên chút mình giải phò dây dặn chắc chắn luôn áo còn rất là mới rất là đẹp luôn rồi em này có mã là y 659 bờ vai 41 eo bụng 56 chiều dài 71 em này có mã là y 659 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Michel. thương hiệu Michel nha. Ừ. áo rất là đẹp, rất là mới như áo mới luôn còn cũng chỉ găng nữa nè mấy chú. Áo này là áo mới luôn nha, chưa sử dụng luôn, sọc rất là đẹp. Ừ. Áo còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Mới như là áo mới luôn anh em chú. Rồi em này có mã là Y 660 bờ vai bốn mươi chín, eo bụng sáu hai, chiều dài tám mươi hai. Em này có mã là Y sáu sáu không. Rồi tiếp theo nữa, lòng em của nhà thương hiệu Sada. anh em chị. áo trắng như nào, trắng như mới luôn, em Đó, Trắng không thì vết, trắng như mới luôn. Rồi em này có mã là Y 661, bờ vai 44, eo bụng 50, chiều dài 80. Em này có mã là Y661. Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Tommy Hilfiger nữa Đây nè, logo thiếu ứng ngực nha, Em này tay ngắn anh em chú Áo rất là đẹp luôn. Áo còn mới đẹp lắm anh em chú Rồi em này có mã là Y662 Bờ vai 48 Eo bụng 58 Chiều dài 76 Em này có mã là Y662 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Thông mì nữa này. Áo rất là mới Rất là đẹp này. Logo nữa nha Em này tay ngắn luôn nè chú, áo đẹp, mới, không khác gì áo mới đâu nè mấy chú, nó mới. Ừ. hàng của em tuyển từ cái từ cái mà bởi vì nó đẹp mới như ông mới luôn rồi em này có mã là y 663 bờ vai 50 eo bụng 61 chiều dài 79 em này có mã là y 663 ừ. mình giải đẹp rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu American logo đại ông Mỹ nữa nha áo đẹp mới rất là mới luôn nó nó sọc mà nó có qua văn nữa nè mấy chú ừ, sọc có qua văn uh, xe đạp nữa nha ừ, phía sau cũng vậy này thương hiệu nữa nha ai dưới dạ American logo đại hồng mỹ nha mình giải rất là mềm mịn cô tông rồi em này có mã là y 664 bờ vai 46 eo bụng 56, chiều dài 76. Em này có mã là Y664. Rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu Tommy hay nữa nè mấy chú. áo đẹp mới vậy nè mấy chú. Đây, cái tài nó có theo logo của tay nha. Áo rất là mới, rất là đẹp luôn. Rồi em này có mã là Y665 Bờ vai 48 Eo bụng 59 Chiều dài 80 Em này có mã là Y665 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Thông Mì nữa chú nè Logo ở túi nè Áo rất là mới, rất là đẹp Mới Không khác gì áo mới anh em chú. Mới đẹp lắm Rồi, em này có mã là Y6663 số 6, bờ vai 47, eo bụng 55, chiều dài 79. Em này có mã là Y6663 số 6. Rồi, tiếp theo nữa, lòng em cũng của nhà thương hiệu Tommy Hilfiger anh nữa mới chụp. Nhìn nè. Áo rất là mới, rất là đẹp nha. Ừ. Mấy logo nó nha áo rất là mới rất là đẹp rồi em này có mã là y 667 bờ vai 47 eo bụng 58 chiều dài 77 em này có mã là y 667 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Boss như nè Boss Hugo Boss đây nè chút áo đẹp đó, nó có như này nè nó có uh, mai kiểu nữa nha đó hai bên áo rất là đẹp ở phía sau chính giữa cũng có nữa như này. đó có một mai kiểu nữa nha đó mà một cái đường rất là đẹp Ừ. em này là cái dạng ngang như năm chút đó dạng ngang nha. của nhà thương hiệu Boss nha Hugo Boss Áo rất là mới, rất là đẹp. Rồi em này có mã là y 668 bờ vai 49, eo bụng 55, chiều dài 73. Em này có mã là y 668 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Tommy, he figure nó nè em chú. Áo rất là mới, rất là đẹp luôn. <laughs> Áo còn rất là mới, rất là đẹp. Anh em mấy chú. Rồi em này có mã là Y669 Bờ vai 46 Eo bụng 52 Chiều dài 80 Em này có mã là Y669 <laughs> Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu CK Cavin Đây nè Trắng không chịu vết anh em chú Trắng như mới luôn nha Đó, Rất là mới rất là đẹp Trắng như mới luôn K. rồi em này có mã là y sáu bảy không bờ vai bốn mươi bảy eo bụng năm chiều dài tám mươi hai em này có mã là y sáu bảy không rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu anh Đây nên áo đẹp mới anh em chụp rất là đẹp rất là mới luôn nha ừ áo rất là mới rất là đẹp luôn đây nè ở dưới này có cái tab thương hiệu nữa nha ừ. áo đẹp mới lắm anh em mình chú mình giải rất là đẹp luôn mình giải kt rồi em này có mã là y 671 bờ vai 45 eo bụng 58 chiều dài 76 em này có mã là y 671 Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Docker anh em chú. Nha, logo ở túi này nè chú. Áo rất là mới, rất là đẹp luôn. Mới như áo mới luôn anh em chú. Tọc rất là đẹp. ừ nè, logo Docker nó ở túi nha. Dưới này cũng có một cái logo nữa nè anh em chú. Rồi em này có mã là Y672 bờ vai 49, eo bụng 61, chiều dài 77. Em này có mã là Y672. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Tommy Hilfiger nữa em Em này tay ngắn nha em chú Áo còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây logo là ở túi nha. Ừ, áo rất là mới, rất là đẹp luôn em chú Ừ. áo rất là mới sọc rất là đẹp rồi em này có mã là y 673 bờ vai 46 eo bụng 56 chiều dài 80 em này có mã là y 673 rồi tiếp nữa là em cũng chàm theo thương hiệu thông mì nữa năm đây nè, áo đẹp như mới luôn đây logo nó tiêu ở túi nha Ồ, áo rất là mới sọc rất là đẹp luôn Ừ. áo mới sọc rất là đẹp luôn nha mấy chú rồi em này có mã là y 674 bờ vai 49 eo bụng 55 chiều dài 80 em này có mã là y 674 rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Nautica nữa nha mấy chú. Đây nha logo nó túi vậy nè áo đẹp mới lắm luôn nha áo rất là mới sọc rất là đẹp luôn áo đẹp mới nha nè mấy chục rồi em này có mã là y sáu bảy năm bờ vai bốn mươi chín eo bụng năm mươi sáu chiều dài bảy mươi bảy em này có mã là y sáu bảy năm Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Gap anh em chú. Đây nè. Trắng không tì vết anh em chú. Trắng như mới nha. Trắng như mới luôn. Rất là trắng, rất là đẹp, rất là mới luôn. Rồi em này có mã là Y676 bờ vai 44 eo bụng 50 chiều dài 75 em này có mã là y 676 rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu thơm mì nữa nên đây nè uhm, logo nó ở túi nha áo rất là mới rất là đẹp anh em biết uhm, áo rất là mới sọc rất là đẹp luôn rồi em này có mã là y 677 bờ vai 50 eo bụng 60 chiều dài 82 Em này có mã là Y 677. Rồi, tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nữa nè mấy chú. này nha, áo rất là mới, rất là đẹp luôn em mấy chú. Ừ, áo rất là mới, sọc rất là đẹp. Rồi, em này có mã là Y 678 bờ vai năm eo bụng năm mươi chiều dài tám mươi. Em này có mã là Y sáu bảy tám. Rồi tiếp theo nữa là em của của nhà thương hiệu Thông mì nữa nè em chú. Logo ở túi nè. Em này tay ngắn nè em chú. Áo rất là đẹp, rất là mới luôn. Sọc sọc xương cá như em chú, mà nó có chấm bi nữa nha. Áo rất là đẹp còn rất là mới luôn nè mấy chú rồi em này có mã là Y sáu bảy chín bờ vai bốn mươi tám eo bụng 59, mươi chín chiều dài bảy mươi tám em này có mã là Y sáu bảy chín rồi tiếp nữa lòng em cũng của nhà thương hiệu không mì nữa nè mấy chú nè nha Tôm mì nữa nha áo rất là đẹp rất là mới luôn đây logo nó thiêu ở túi nha ừ. sọc rất là đẹp luôn nè mấy chú áo còn rất là mới luôn nha ừ. rồi em này có mã là y 680 bờ vai 47 eo bụng 57 chiều dài 78 Em này có mã là Y680. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Givenchy. Givenchy. Này, đó, logo nó thiêu ở túi như này áo đẹp lắm anh em chú, rất là mới luôn. Ừ. áo còn rất là đẹp, rất là mới luôn anh em chú. rồi em này có mã là y sáu tám một bờ vai bốn mươi tám eo bụng sáu chiều dài bảy mươi chín em này có mã là y sáu tám một áo màu rất là đẹp rồi tiếp nữa là em cũng nhà thương hiệu thơm mì nữa nè em chú đây em chú xem áo đẹp mới rất là mới luôn em chú Em này logo nó thiêu ở tay vậy nè. Áo rất là mới, rất là đẹp. Sọc rất là đẹp luôn nè mấy chú. Rồi em này có mã là y 682 Bờ vai 48, eo bụng 60, chiều dài 80. Em này có mã là y 682 Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu hát này em nữa nè mấy chú. Đây nè, trắng không thì vết anh em chú, trắng như mới luôn nha. Trắng như mới luôn, rất là đẹp. Rất là mới luôn. Rồi em này có mã là Y683 bờ vai 44, eo bụng 51, chiều dài 73. Em này có mã là Y683 rồi tiếp nữa lòng em của nhà thương hiệu thông mì nữa nè mấy chú Nên, mình nên nhỉ, áo mới đẹp. Ừ, rất là mới, rất là đẹp luôn. Em này logo nó cũng thiêu ở tay nữa nè mấy chú áo đẹp, mới là muốn lắm nè mấy chú Tọc rất là đẹp luôn nha. Rồi em này có mã là Y684 bờ vai 49 eo bụng 59 chiều dài 80. Em này có mã là Y684. Rồi tiếp theo nữa, lòng em của nhà thương hiệu CK nó lên Đây nè, áo đẹp như mới luôn nè sọc rất là đẹp luôn nha. Áo còn rất là mới luôn. Rồi em này có mã là Y 685 bờ vai 48 eo bụng 58 chiều dài 80 em này có mã là y 685 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thơm mì nữa nè của Mỹ nữa nha à, của Mỹ sản xuất ở Bangladesh ừ. áo đẹp mới lắm luôn nè logo nữa nha em đi xem nè. đó mình giải rất là đẹp nha Áo thì rất là mới luôn. áo như là áo mới luôn anh em ơi chú. Rồi em này có mã là Y 686, bờ vai 50, eo bụng 59, chiều dài 80. Em này có mã là Y 686. Rồi tiếp theo nữa, lòng em cũng của nhà thương hiệu mì nữa anh em ơi chú nè em này là còn mới chưa mặc nên em chú đó nó chưa có lột miếng keo chỗ này nữa nha miếng keo CM gì nè miếng keo CM M anh em chú Đây. đó CM nha đó áo này là chưa sử dụng luôn đó anh em chú này logo nó thiêu ở túi nha cái gì áo rất là mới rất là đẹp ừ. anh em chú xem đi áo đẹp mới rất là mới luôn anh ừ. em nhìn đi áo này nó chưa sử dụng đó nhưng mà mấy em kia cũng có mặt sử dụng qua rồi nhưng mà độ mới nó cũng trên lệch ngang với nhau anh em mấy chú rồi em này có mã là Y 687 Bờ vai 47 eo bụng 55 chiều dài 80 em này có mã là Y 687 áo mới đẹp rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thông mì Girl nữa anh em mấy chú đó anh em chú xem đi nè đó anh em nhìn đi đó cũng như lỗ mới luôn đó, anh em chú nó mới đó. Đó. em nào như em nấy nha anh em chú chứ không phải là riêng em này đâu nè nè logo nó thiêu ở túi nha Ừ, áo mới đẹp ừ, áo rất là mới rất là đẹp luôn đó anh em mấy chú rồi em này có mã là y 688 bờ vai 51 eo bụng 61 chiều dài 84 em này có mã là y 688 rồi tiếp nữa lòng em cũng của nhà thương hiệu thơm mì nữa nè mấy chú đây nè logo ở túi nữa nha áo đẹp mới như áo mới luôn anh em em nào như em nấy nha đẹp mới như là áo mới luôn không có một điểm nào cũ hết trơn anh em chú Rồi em này có mã là Y689 bờ vai 50, eo bụng 60, chiều dài 80. Em này có mã là Y689. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nên em chú. Đó, em thương hiệu Gap nha. Nên chú áo rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Áo đẹp như mới luôn rồi nè mấy chú Rồi em này có mã là Y690 Bờ vai 45 Eo bụng 55 Chiều dài 73 Em này có mã là Y690 Rồi tiếp nữa là một em của nhà thương hiệu Tommy nữa nè mấy chú Đây nè mấy chú áo đẹp mới em này cũng có túi nữa như nè ừ, áo rất là mới rất là đẹp luôn logo nó thiêu ở túi ở tay nha ừ, áo mới lắm ừ, áo mới sọc đẹp ừ, áo mới sọc rất là đẹp luôn rồi em này có mã là y sáu chín một bờ vai 46, eo bụng 54, chiều dài 77. Em này có mã là Y691. Rồi tiếp nữa lòng em của nhà thương hiệu Anh Bơ. Nữa. Ừ, logo nó nha, thiêu ở túi nè, mới ken luôn. Cái gì áo rất là mới, rất là đẹp. Ừ, mới như là ấu mới luôn đó, anh em chút. Rất là mới, rất là đẹp luôn rồi em này có mã là Y sáu chín hai vai bốn mươi hai eo bụng năm mươi sáu chiều dài bảy mươi bốn em này có mã là Y sáu chín hai rồi tiếp theo nữa là em cũng của nhà thương hiệu Tommy mì nữa nè mấy chú ừ. Thơm mì phom sửa Liệm nha áo rất là đẹp luôn em nè đó em này nó nó có có nhìn mai ship ly này đó, nó mai ship ly đẹp rất là đẹp luôn ừ, áo này mặc sang lắm anh em một chút ngay ừ, Đây, logo nó thiêu ở tay nha áo rất là mới rất là đẹp rồi em này có mã là y 693 bờ vai 44 eo bụng 52 chiều dài 78 em này có mã là y 693 <cười> <cười> Rồi tiếp nữa là ông em của nhà thương hiệu Tommy Hilfiger nên anh em đây nè. Còn cũng chỉ găng nữa nè anh em chú Đó, áo mới như là áo mới luôn. Chưa mặc luôn anh em chú còn chỉ găng nữa đó. Nên, logo nó theo ở túi nha. Em này không khác gì áo mới luôn anh em chú nó mới. Ừ. Uhm màu rất là đẹp. Rồi em này có mã là Y sáu chín bốn bờ vai bốn mươi bảy eo bụng năm mươi chiều dài tám em này có mã là Y sáu chín bốn rồi tiếp theo nữa lòng em của nhà thương hiệu Nautica đấy năm chục áo rất là mới rất là đẹp đây nè áo mới đẹp này, logo nó theo cái túi vậy nè áo đẹp mới lắm anh em một chút áo của mỹ nha nautica rồi em này có mã là y 695 bờ vai 45 eo bụng 58 chiều dài 75 em này có mã là y 695 rồi tiếp nữa lòng em của nhà thương hiệu H&M nữa em chủ trắng như mới nên em chú trắng không tìm vết luôn nha trắng rất là mới luôn trắng không tìm vết anh em chú trắng như mới nha rồi em này có mã là Y sáu chín sáu bờ vai bốn mươi tám eo bụng năm mươi hai chiều dài bảy mươi chín em này có mã là Y sáu chín sáu rồi tiếp theo nữa là một em cũng của nhà thương hiệu Nautica nữa em chú Đây nha, áo đẹp logo nó theo ở túi nha à, áo rất là mới rất là đẹp luôn em mấy chú màu rất là đẹp áo rất là mới luôn rồi em này có mã là Y sáu chín bảy bờ vai bốn mươi sáu eo bụng năm mươi bảy chiều dài bảy mươi sáu em này có mã là Y697. <laughs> Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Zara nữa anh em chú. nên em chú áo đẹp mới lắm luôn. Em này là mình vải uh, linen anh em chú. Mình vải cotton linen nha. Áo rất là đẹp, còn rất là mới luôn anh em nha chú. <laughs> mình giải cô tông cotton linen nha. Mặt rất là là, là, là sang luôn, rất là mềm mịn, rất là mát. Mặt mát lắm anh em chút chú. Mình giải Rồi, em này có mã là Y 698, bờ vai 46, eo bụng 53, chiều dài 79. Em này có mã là Y 698. Rồi tiếp nữa, lòng em của nhà thương hiệu Polo anh em mấy chú Polo nha, Ralph Đây nha, áo rất là mới, rất là đẹp luôn. Ừ. Áo còn rất là mới, rất là đẹp luôn anh em mấy chú. Rồi em này có mã là Y699 Bờ vai 51 Eo bụng 64 Chiều dài 80 Em này có mã là Y699 <laughs> Rồi tiếp nữa là em của nhà thiên hiệu Anh Bơ nên em Đây nè Áo đẹp như mới luôn Đây logo nó nhà Thiêu ở túi nha Áo rất là mới Sọc rất là đẹp luôn em mấy chú Emperor. em này mình giải pho luôn, mình giải pho dày dặn chắc chắn luôn, áo đẹp mới. Rồi em này có mã là Y bảy trăm bờ vai bốn mươi ba, eo bụng năm mươi bốn, chiều dài bảy <laughs> Em này có mã là Y bảy trăm. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Nautica nữa, áo rất là đẹp rất là mới luôn nè mấy chú rất là đẹp luôn nha sọc rất là đẹp nè, bên hông có cái cái tát nữa nha tát của Nautica rồi em này có mã là y 701 bờ vai 51 eo bụng 65 chiều dài 80 em này có mã là y 701 em này cúc mắt màu luôn em chú áo mới đẹp rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu H&M nữa em chút đây nha trắng như mới luôn em chú trắng không tỳ vết nha Đó, anh em xem chú xem trắng như mới luôn rồi em này có mã là Y bảy hai bờ vai bốn mươi eo bụng năm chiều dài bảy mươi bảy. Em này có mã là Y bảy hai. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nên đây áo đẹp mới, rất là mới luôn, sọc rất là đẹp nha em mấy chú. Ừ. áo mới sọc đẹp. Rồi em này có mã là Y703, bờ vai 48, eo bụng 57, chiều dài 79. Em này có mã là Y703. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Hockliter nữa nè, áo rất là mới rất là đẹp luôn đây, logo đó nha. Ừ áo rất là mới, sọc rất là đẹp luôn. Rồi em này có mã là Y bảy bốn bờ vai bốn eo bụng năm mươi hai chiều dài bảy Em này có mã là Y bảy bốn. Rồi tiếp nữa lòng em của nhà thương hiệu thơm mì nữa nè, minh chút thông mì nữa nha đó, à, còn giá tiền đô của mỹ nữa nha giá tiền này hàng xi như nè hàng nó dựng lại hàng xi anh em áo mới đẹp lắm này logo nó thi ở túi nha ừ. áo em này như là áo mới luôn anh em nó mới sọc rất là đẹp ừ. áo nó mới như là áo mới luôn anh em rồi em này có mã là y 705 bờ vai bốn mươi bảy, eo bụng năm mươi chiều dài bảy mươi tám. Em này có mã là Y bảy năm. Rồi tiếp theo nữa, lòng em của nhà thương hiệu Nautica nữa, chú. Đây nè, áo này còn mới luôn, anh em chú còn cũng chỉ găng nữa nha. Áo này chưa mặc nữa nha. Đó, anh em chú xem, nha. áo mới chưa mặc luôn. Áo rất là mới, rất là đẹp. Ừ. mấy áo mới này áo một cái cả trăm đô không anh em chú chứ không phải rẻ đâu nha nhưng mà em bán cho anh em mấy chú chỉ có hai trăm năm k bao ship cho anh em mấy chú nữa đây logo đó thiêu ở túi nha rồi em này có mã là y bảy sáu bờ vai bốn mươi sáu eo bụng năm mươi chiều dài bảy mươi bảy em này có mã là y bảy sáu Rồi tiếp nữa là ông em của nhà thương hiệu Da Vinci nữa nè chị. Đây nha. Sọc đẹp. Logo như này Áo mới nè nè chị. Sọc rất là đẹp luôn. Áo rất là mới luôn. Da Rồi em này có mã là Y707. Bờ vai 47. Eo bụng 58. Chiều dài 80 em này có mã là y 707 <laughs> rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Roper nên em polo nha đây nè áo rất là mới rất là đẹp như áo mới luôn năm chụp nó mới sọc rất là đẹp luôn anh em xem áo này. nó mới như là áo mới luôn nha nè rồi em này có mã là y bảy tám bờ vai bốn mươi chín eo bụng sáu mươi chiều dài tám mươi hai em này có mã là y bảy tám rồi tiếp theo nữa lòng em của nhà thương hiệu boss em chút bot đấy nha google bot. đây nha, áo mới trắng không thì vết anh em chút trắng như mới luôn nha trắng như là mới luôn á anh em chút nó mới nè trắng không chịu vết rồi em này có mã là y 709 bờ vai 50 eo bụng 61 chiều dài 79 em này có mã là y 709 rồi tiếp theo nữa là em có nhà thương hiệu xe cây nên cao chị Calvin nữa nha áo đẹp mới rất là mới luôn anh em chú mấy em xe cây này là của Mỹ không vậy nè sản xuất ở Bangladesh này. Ừ. đây nè áo nó mới nó đẹp này anh em chú anh à, em chú xem thì áo nó rất là mới rất là đẹp mình giải nè đẹp mới ừ. mấy em này nó không khác gì áo mới luôn anh em chú nó mới bởi vì anh em mấy chú yên tâm đi độ mới em bảo đảm anh em mấy chú rồi em này có mã là y 710 bờ vai 49 mươi eo bụng 62, chiều dài 82. Em này có mã là Y710. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Tommy Hilfiger nữa nè. Đây nè. Logo nó nha. Áo rất là mới, rất là đẹp anh em chú. Áo nó mới, sọc nó đẹp. Rồi em này có mã là Y711 Bờ vai 44 Eo bụng 52 Chiều dài 77 Em này có mã là Y711 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap Đây nè Ừ, áo nó mới rất là mới như áo mới luôn anh em chú nó mới ừ, rất là mới nha sọc rất là đẹp luôn áo nó mới sọc nó đẹp nữa em chút rồi em này có mã là y 712 bờ vai 47 eo bụng 54 chiều dài 72 em này có mã là y 712 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Nautica đấy nè em chị đây này áo mới đẹp, này logo nó theo ở túi nha. Ừ, áo còn rất là mới, rất là đẹp, sọc rất là đẹp luôn nè mấy chú. Rồi em này có mã là y bảy một ba bờ vai bốn mươi tám, eo bụng năm mươi tám, chiều dài tám Em này có mã là y bảy một ba rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu American nữa nên em chú logo đại bang mỹ nữa nha anh áo đẹp mới rất là mới luôn nè mấy chú ừ, áo như là áo mới luôn áo rất là mới rất là đẹp ừ. anh em nhìn xem áo như là áo mới luôn anh em chú nó mới đẹp rất là đẹp này thương hiệu nữa nha Vatican. rồi em này có mã là y 714 bờ vai 48 eo bụng 55 chiều dài 74 em này có mã là y 714 Rồi tiếp theo nữa lòng em của nhà thương hiệu CK nữa chú. Nên... nè, áo trắng như mới luôn nè chú. Trắng không thì vết nha trắng như mới luôn anh em mấy chú xem đi nha áo nó trắng như mới luôn trắng không tì vết rồi em này có mã là y 715 bờ vai 46 eo bụng 56 chiều dài 79 em này có mã là y 715 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu anh bờ nên chú em... Đây nè logo nữa nha tiêu ở túi nha đó, mình giải phò chắc chắn dày dặn luôn áo rất là mới rất là đẹp luôn nè mấy chú sọc rất là đẹp luôn nha sọc đũa nha đẹp đẹp mới nên nè mấy chú mình giải pho chắc chắn luôn rồi em này có mã là y 716 bờ vai 40 eo bụng 53 chiều dài 73 em này có mã là y 716 rồi tiếp theo nữa lòng em của nhà thương hiệu Polo anh em chú Polo Robeard Đây anh em chú áo anh em chú xem nè như áo mới luôn này, anh em chú nó mới ừ, rất là mới rất là đẹp luôn ừ, anh em chú nhìn xem đi nha không khác gì áo mới luôn anh em chú nó mới rồi em này có mã là Y bảy một bảy bờ vai bốn mươi chín eo bụng 59 mươi chín chiều dài tám mươi em này có mã là Y bảy một bảy rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Levi. nữa năm chục đây nè liền áo rất là mới rất là đẹp luôn cúc bắt mèo nhìn năm em chút phom hai túi nha đây tá liền vai nữa nha ừ, áo còn rất là đẹp rất là mới luôn nha sọc rất là đẹp Áo rất là mới luôn rồi. rồi em này có mã là y 718 bờ vai 52 eo bụng 60 chiều dài 80 em này có mã là y 718 <laughs> rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Alexander nhìn Alexander Đây nha áo đẹp mới lắm luôn túi nha tay ngắn anh em chú ừ, dạt ngang nha ừ, áo rất là mới sọc rất là đẹp luôn ừ. Alexander Rồi em này có mã là Y719 Bờ vai 50 Eo bụng 59 Chiều dài 75 Em này có mã là y 719. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nên là mình chú. Này. trắng như mới anh em chú trắng không thì vết luôn nha đó trắng như mới luôn rất là mới rất là đẹp luôn anh em chú rồi em này có mã là y 720 bờ vai 41 eo bụng 51 chiều dài 72, em này có mã là Y 720. Rồi tiếp theo nữa, là em của nhà thương hiệu CK cây nằm chút Kevin đấy nha. Này nha, áo đẹp. À, áo rất là đẹp, rất là mới nha anh em áo mới như áo mới luôn anh em chút, nó mới, đẹp. Rồi em này có mã là Y721 Bờ vai 49 Eo bụng 58 Chiều dài 83 Em này có mã là Y721 Rồi tiếp theo nữa là em cũng của nhà thương hiệu thông mì nữa em Đây nè Áo đẹp như mới luôn đây nè Logo ở túi nha Áo rất là mới Sọc rất là đẹp luôn Rồi em này có mã là Y722 Bờ vai 46 Eo bụng 58 Chiều dài 80 Em này có mã là Y722 Rồi tiếp theo nữa là em cũng của nhà thương hiệu CK nữa nên chú Calvin nữa nha Đây nè mấy chú Áo đẹp mới như là ống mới mình luôn nha ừ, Rất là mới, rất là đẹp Rồi, em này có mã là Y723, bờ vai 46, eo bụng 54, chiều dài 82. Em này có mã là Y723. Rồi, tiếp theo nữa, là một em cũng của nhà thương hiệu HM nữa nè mấy chú. Đây nha, áo mới, rất là mới, rất là đẹp luôn, trắng không tí vết anh em mấy chú, trắng như mới luôn nha. Uhm chẳng như mới luôn, trắng không tiệp vết. Rồi em này có mã là Y bảy hai bốn, bờ vai bốn mươi eo bụng năm chiều dài bảy mươi tám. Em này có mã là Y bảy hai bốn. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu CK nữa năm em... chút. Đây nè, áo đẹp, mới, rất là mới luôn em chú. Ừ, sọc rất là đẹp luôn nha. Anh em chú xem áo nó đẹp, nó mới như là ẩu mới luôn anh em chú. Sọc rất là đẹp. Rồi, em này có mã là Y. 725, bờ vai 45, eo bụng 53, chiều dài 77. Em này có mã là Y bảy hai năm rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu br như nè b, đây? b đây à, áo rất là mới rất là đẹp luôn em này tay ngắn nè em chụp áo sọc đũa nha đẹp mới ừ. áo đẹp mới rất là mới luôn anh em chút như là áo mới luôn á em chú tay ngắn nha rồi em này có mã là Y726 Bờ vai 48 Eo bụng 57 Chiều dài 80 Em này có mã là Y726 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nữa nè mấy chú Này nè Áo mới rất là mới luôn Rất là đẹp luôn nè mấy chú uhm, áo rất là mới, sọc rất là đẹp luôn nha nè. em anh em mấy chú xem áo nó đẹp nó mới nè như là mới luôn đó. rồi em này có mã là Y bảy hai bảy bờ vai năm eo bụng năm mươi bảy chiều dài tám em này có mã là Y bảy hai bảy rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Valentino anh em mấy chú thương hiệu của ý nha này. Italy nha đó Valentino đây nè áo rất là mới rất là đẹp luôn nè mấy chú tay ngắn nữa nha áo như là áo mới luôn màu kem anh em chú này thương hiệu nữa nha Valentino yeah. đẹp mới rất là mới luôn nè mấy chú màu kem mặt rất là, là sang luôn áo thì còn rất là mới như áo mới luôn anh em chú rồi em này có mã là Y728 Bờ vai 49 Eo bụng 58 Chiều dài 76 Em này có mã là Y728 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Phila Đây nè em chút Ừ, áo đẹp đọc rất là đẹp áo rất là mới luôn đây thương hiệu phila nha ừ. Sọc rất là đẹp, áo rất là mới luôn anh em chú. Đẹp lắm luôn, thương hiệu Fila là đẹp lắm anh em chú. Rồi em này có mã là Y729 bờ vai 48, eo bụng 59, chiều dài 75. Em này có mã là Y729. Áo rất là mới anh em chú. Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Gap nên em mấy chú. Ừ. Đây nè mấy chú xem. Áo đẹp. Mới. Như là áo mới luôn nha. Đó. Em này sọc rất là đẹp luôn. Mình giải pho chắc chắn luôn nè mấy chú. Rất là chắc luôn. Áo rất là mới, rất là đẹp. Rồi em này có mã là Y. 730, bờ vai 46, eo bụng 55, chiều dài 76. Em này có mã là Y, 730. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu b -rock nữa em chứ. Ừ, đây nè. Áo đẹp mới như là mới luôn anh em mấy chú. Nó mới. Sọc, rất là đẹp luôn. Đó anh em mấy chú xem này nha. Em nào nhưng lấy nó mới như là áo mới luôn á anh em chú. Chứ không phải em nói cái miệng đâu. Anh em với chú có việc kiểm tra đi. Ừ. Tại áo này em tiễn mà. Chứ em đâu có khu kiện đâu. Khu kiện thì còn có áo mới, áo cũ nha. Còn em tiễn là áo mới điều răng. Rồi em này có mã là Y731. Bờ vai 45. Eo bụng 52. Chiều dài 80. Em này có mã là Y731. Rồi tiếp theo nữa là một em cũng của nhà thương hiệu Bayrock nữa nè mấy chú. Bayrock nữa nha. Anh tay ngắn nữa nè em chú, áo mới đẹp. Cũng như là áo mới nữa anh em chú. Đó, anh em chú xem nè. Áo nó mới mà nó đẹp. Rồi em này có mã là Y 732 bờ vai 48, eo bụng 56, chiều dài 80. Em này có mã là Y732. Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu Gap nên em mới xin em hát là em nữa em mới... ừ, Trắng như mới luôn anh em chú. Em này trắng như mới luôn nha. Mình giải phò, mình giải dày dặn chắc chắn luôn. Ừ, áo đẹp, mới lắm anh em chú. Ừ, áo mặc sang lắm luôn áo trắng mặc rất là sang rồi em này có mã là Y bảy ba ba bờ vai bốn mươi bốn eo bụng năm ba chiều dài bảy em này có mã là Y bảy ba ba rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Gap nữa em chú đây nè áo nó mới mà nó 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 sọc nó đẹp nữa em mấy chú đó mới như áo mới luôn anh em chú sọc rất là đẹp luôn một em gấp rồi em này có mã là y 734 bờ vai 45 eo bụng 54 chiều dài 75 em này có mã là y 734 bốn ừ, áo nó mới mà sọc nó đẹp nữa nha anh em chứ ừ, đẹp lắm áo Rồi tiếp nữa là một em cũng của nhà thương hiệu Grab nữa nên em chú, chút. Ừ. Đây nè, sọc nè em chút. Đó, sọc sọc mà nó quá có hoa văn nữa nha. Đẹp rất là đẹp luôn. Ừ. Anh em nhìn như là áo mới luôn nha anh em chút, nó mới. Rồi em này có mã là Y735 Bờ vai 47 Eo bụng 55 Chiều dài 76 Em này có mã là Y735 Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Anh Bơ nên em đó, áo đẹp như mới luôn nha em chú này thương hiệu nữa nha anh ó oh, mình giải đẹp lắm luôn áo rất là mới luôn sọc rất là đẹp luôn anh em ơi chú ừ. em này mình giải nó mặt mát lắm nha anh em chú này mình giải nó này anh chú nó nhúng 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 nha đó chứ mình không có mình giải mà mình thôi nha anh chú nó nhúng nhúng nha đó hiếm có lắm mấy em này lắm mình giải nhúng 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 anh em ơi chú mặt nó đẹp lắm rồi em này có mã là y 736, bờ vai 45, eo bụng 54, chiều dài 76. Em này có mã là Y736. Ừ, mặt nó đẹp mà nó mát nữa nha em chút. Chứ mình giải nó nhúng 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 nè. Mà áo rất là mới, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Levi nữa nè em chút. Levi. Levi. Đây nha. Cái tab Levi nữa, nó ở túi nha. Ừ, áo đẹp rất là đẹp rất là mới luôn nè mấy chú sọc rất là đẹp luôn ừ, áo nó rất là mới nha mấy chú đây nè mấy chú xem nè đó áo rất là mới sọc rất là đẹp rồi em này có mã là y <laughs> 737 bờ vai 47 eo bụng 48 chiều dài 73 em này có mã là y 737 rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu hát tại em nữa em chú trắng như mới luôn anh em chú trắng không thì vết nè em này cũng mình giải pho nên em chú mình giải dày dặn chắc chắn nha à, mấy em này mình giải dày mà chắc lắm anh em chú mình giải pho ừ, áo đẹp mới Rồi, em này có mã là Y738, bờ vai 45, eo bụng 51, chiều dài 76. Em này có mã là Y738. Rồi, tiếp nữa là em cũng của nhà thương hiệu b đốc nữa anh em chú. áo đẹp mới, như lỗ mới luôn anh em chú. Đó, sọc rất là đẹp luôn. Ừ. sọc rất là đẹp áo thì nó rất là mới như em chú ừ. em này nó cũng có túi nữa như nè ừ. em nhìn đi áo nó mới như là ổ mới luôn á anh em chú rồi em này có mã là y bảy ba chín bờ vai bốn mươi chín eo bụng năm mươi bảy chiều dài bảy mươi bảy em này có mã là y bảy ba chín Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nữa em mấy chú. Nè áo mới đẹp, Gap lớn luôn. Thương hiệu Gap lớn luôn. Áo rất là mới, rất là đẹp luôn. Đó, anh em xem đi, áo mới sọc đẹp. Rồi, em này có mã là Y740, bờ vai 50, eo bụng 57, chiều dài 80. Em này có mã là Y740. Rồi, tiếp theo nữa là một em cũng của nhà thương hiệu American nữa nè mấy chú. American nữa nha, logo Đại bản Mỹ. Đây nè, nó thiêu ở túi nè mấy chú, rất là đẹp luôn nha. Đó, em này mình dễ pho nữa, nên em chút mình dễ dày dặn đẹp lắm mặt chắc lắm luôn áo thì như mới luôn nha trắng như mới luôn trắng không thì vết anh em em chút trắng không thì vết trắng như mới luôn rồi em này có mã là Y bảy bốn một bờ vai bốn mươi bốn eo bụng năm mươi ba chiều dài bảy mươi em này có mã là Y bảy bốn một Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu gáp nên em ơi. Đây anh áo rất là đẹp. Rất là mới luôn anh em chú. anh em giúp xem nè. Áo mới đẹp lắm nha anh em chú. Ừ. áo rất là đẹp luôn, sọc rất là đẹp. Áo thì còn rất là mới. Rồi em này có mã là Y742 bờ vai bốn mươi bảy eo bụng năm mươi chiều dài bảy mươi sáu em này có mã là y bảy bốn hai rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu anh nữa năm chút ừ đây nha. áo đẹp mới lắm. đây logo đó nha áo rất là mới rất là đẹp luôn em chú ừ, áo mới sọc đẹp ừ, của nhà thương hiệu anper Rồi em này có mã là Y743 Bờ vai 40 Eo bụng 52 Chiều dài 74 Em này có mã là Y743 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Dio anh em chú. Đây. Hiệu Dio nha. Dio. Đây nè. Đó, nó thiêu ở túi nha anh chú, Dio nha. Áo đẹp mới rất là mới luôn em sọc rất là đẹp, áo còn rất là mới nha. Đi ờ. Oh. Rồi, em này có mã là Y 744 bờ vai 49, eo bụng 58, chiều dài 80. Em này có mã là Y 744 rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Boss anh em mấy chú Google Boss nữa nha Đây, nè. áo mới rất là mới rất là đẹp luôn anh em mấy chú áo rất là mới rất là đẹp luôn rồi em này có mã là Y bảy bốn năm bờ vai bốn mươi sáu eo bụng năm chiều dài bảy mươi chín Em này có mã là Y745. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap anh em mấy chú. Đây nè, em này là còn mới luôn anh em chú, chưa mặc luôn nha. Đó, thương hiệu Gap đó luôn nè. Ừ, áo này là áo mới nha anh em chú, chưa mặc luôn. còn cái tem chữ gáp nó luôn nha Rồi em này có mã là Y746 Bờ vai 49 Eo bụng 60 Chiều dài 80 Em này có mã là Y746 ừ, Áo mới Đẹp nha em chú Còn mới nha Chưa sử dụng luôn Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Givenchy Nên nha áo còn mới đây logo nữa nha trắng không thì vớt anh em chú trắng như mới luôn nha gì bên áo rất là mới rất là đẹp rồi em này có mã là y 747 bờ vai 50 eo bụng 58 chiều dài 79 em này có mã là y 747 <laughs> rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương Hiệu gáp nữa này mấy chú, nên áo đẹp mới, rất là mới luôn nè mấy chú, sọc rất là đẹp luôn nha, uhm, áo đẹp mới lắm anh em mấy chú, rồi em này có mã là Y bảy bốn tám, bờ vai bốn sáu, eo bụng năm chiều dài bảy mươi em này có mã là Y bảy bốn tám Rồi tiếp nữa là em của nhà thương hiệu hot Liter nữa chị, Đây nha. Em này cũng mắc mèo nha em chú. Ừ, Form hai túi cũng mắc mèo. Này logo nó thiêu ở trên túi nha. Áo mới như là áo mới luôn em chú, cúc mắc mèo luôn. Ừ, áo rất là mới, rất là đẹp. Rồi, em này có mã là Y 749 bờ vai bốn mươi bốn, eo bụng năm mươi bốn, chiều dài bảy em này có mã là Y bảy bốn chín rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nên em chú áo mới như áo mới luôn em chú rất là mới rất là đẹp để viết trong bọc viết nó bị sẹp cổ anh em chú áo nó đó mới nhìn em chú sọc nó đẹp nữa Ừ, áo rất là mới, sọc rất là đẹp luôn. Rồi em này có mã là y bảy năm bờ vai bốn mươi eo bụng năm mươi bảy, chiều dài bảy sáu. Em này có mã là y bảy năm Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thâm mì nữa nè nha áo đẹp mới lắm anh em chú logo nữa nha uhm, ừ, áo rất là mới sọc rất là đẹp luôn rồi em này có mã là y 751 bờ vai 47 eo bụng 55 chiều dài 80 em này có mã là y 751 rồi tiếp nữa lòng em của nhà thương hiệu gáp nên em chú nên em trắng cũng như mới luôn anh em chú trắng không thì vết đây đó áo như lỗ mới luôn nha em chú nó mới trắng như mới luôn anh em chú rồi em này có mã là Y bảy năm hai bờ vai bốn mươi sáu eo bụng năm mươi ba chiều dài bảy mươi bốn em này có mã là Y 752 năm ừ. hai em này mình dễ po anh em mình dễ dày dặn mà nó chắc lắm luôn một em gấp rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu bulu raporen đấy em em này được sản xuất ở Sri Lanka nè logo nó thiêu ở túi anh em chú áo đẹp mới lắm luôn ừ. áo rất là mới sọc rất là đẹp luôn như này Rồi, em này có mã là Y753, bờ vai 57, eo bụng 57, chiều dài 80. Em này có mã là Y753. Rồi, tiếp nữa là một em của nhà thương hiệu Tommy Hilfiger này. nè, áo mới rất là mới, rất là đẹp luôn. Này, logo nó nha. Ừ, áo rất là mới, rất là đẹp. Rồi, em này có mã là Y754, bờ vai 48, eo bụng 62, chiều dài 80. Em này có mã là Y754. Rồi, tiếp nữa là em của nhà thương hiệu sao là men ừ. đây nè áo đẹp chấm bi như nè áo chấm bi rất là đẹp luôn áo còn rất là mới luôn em mấy chú rồi em này có mã là y 755 bờ vai 47 eo bụng 55 chiều dài 80 Em này có mã là Y bảy năm năm. Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Levi anh em. Nên nhờ, áo đẹp, Phơm hai túi cúc mắt mèo luôn anh em chú. Này Nên tát Levi nữa nha. Áo rất là đẹp, rất là mới nha anh em chú. Tay ngắn nha. Ừ, em, em này là áo tuổi trẻ năm chút nó có bên này nó có mai chỉ lòi lòi nữa nha mua đen bên này cũng vậy nữa nha Mày mài chỉ nổi anh em chút mai chỉ nổi nha ừ. áo đẹp phía sau này có hoa văn nữa. áo rất là mới nha anh em chút này đẹp lắm nha Em này được sản xuất ở Philippines ừ. rồi em này có mã là y bảy năm sáu bờ vai bốn mươi sáu eo bụng năm mươi hai chiều dài bảy mươi hai em này có mã là y 756 Rồi tiếp theo nữa lòng em của nhà thương hiệu Nautica nữa nè chú. Áo mới rất là mới nè chú. Này, logo ở túi nha. À, áo mới đẹp. Ừ, áo nó mới sọc nó đẹp nữa nè mấy chú. Của nhà thương hiệu Nautica của Mỹ. Rồi em này có mã là Y757, bờ vai 46, eo bụng 58, chiều dài 74. Em này có mã là Y757. Rồi tiếp theo nữa là em cũng của nhà thương hiệu hotliter Litter nữa nè em chụp. Đây nha. Trắng không thì vết anh em chụp trắng như mới luôn đây nè, logo nữa nha, chiều ở túi áo ừ. Mình giải pho anh em chút Mình giải nó dày dặn chắc chắn nha Mặt nó rất là chắc, rất là đẹp Rất là sang luôn anh em chút Màu trắng Đó, Mình giải này, nó mặt chắc lắm anh em, em chút Mình giải pho Rồi, em này có mã là Y758 Bờ vai 43 Eo bụng 54 Chiều dài 74 Em này có mã là Y758 Đây nha này nó có tay nó có cái cái in cái làm cái cái, cái, cái cái năm ra đời của nó như nè một chín hai 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 trăm một chín hai, hai hai trăm một trăm năm rồi áo này thương hiệu này ra đời một trăm năm mà em chú trăm đến mấy năm trắng như mới luôn anh em chú <laughs> Rồi tiếp theo nữa là em cũng của, của nhà thương hiệu Thông mì nữa nè nên... ừ. Áo mới đẹp. Này. Logo nữa nha. Ừ. Áo đẹp, mới, rất là mới luôn. Rồi, em này có mã là Y759, bờ vai 44, eo bụng 51, chiều dài bảy mươi em này có mã là y bảy năm chín rồi tiếp theo nữa lòng em cũng của nhà thương hiệu gáp nên em này nên áo này chút không khác gì áo mới luôn em chút nó mới Ừ, sọc nó đẹp nữa nè mấy chú ừ, áo nó mới không khác gì áo mới luôn nha mà sọc nó nó đẹp nữa. rồi em này có mã là Y bảy sáu bờ vai bốn bảy eo bụng năm mươi ba chiều dài tám mươi em này có mã là Y bảy sáu Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu HM nữa nên nha. Áo đẹp. Mình giải rất là đẹp. Rất là mới luôn em mấy chú. Áo mới. Mình giải qua văn rất là đẹp. Rồi em này có mã là Y761 bờ vai 48 eo bụng 54 chiều dài bảy mươi chín em này có mã là Y bảy sáu một rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu thun mì thun mì figure nữa nha ừ, áo đẹp rất là đẹp anh em ơi chú rất là mới luôn đó đẹp mà nó mới như áo mới luôn anh em mấy chú Tommy. tay ngắn vậy nè qua dân bông quất rất là đẹp luôn rồi em này có mã là y 762 bờ vai 53 eo bụng 58 chiều dài 80 em này có mã là y 76 hai hey. rồi tiếp nữa là một em cũng của nhà thương hiệu thông mì hivigo nữa nè mấy đây nè áo rất là mới như áo mới luôn này logo nó thiêu ở tay nè cái tay rất là đẹp đẹp tay đẹp lắm nha Áo như là ổ mới luôn anh em chút nó mới. Sọc rất là đẹp. Rồi, em này có mã là Y 763, bầu vai 45, eo bụng 57, chiều dài 75. Em này có mã là Y 763. <laughs> Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu <laughs> Banana nha anh em chú. Banana. Áo rất là đẹp, trắng như mới luôn anh em chú. Trắng như mới luôn nha. Banana. áo đẹp lắm anh em chú, cái mình giải nó rất là đẹp. Rồi, em này có mã là Y764 bờ vai bốn mươi bảy eo bụng năm mươi ba chiều dài bảy mươi tám em này có mã là Y bảy sáu bốn rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Polo Roberten nữa em chú logo nữa nha áo rất là đẹp rất là mới luôn nó thiêu có logo rất là mới áo đẹp mới lắm anh này em chú rất là đẹp luôn nên em chụp nhìn đi xem nha nó áo nó mới lắm rồi em này có mã là y bảy sáu năm bờ vai năm mươi bốn eo bụng sáu bốn chiều dài tám mươi ba em này có mã là y bảy sáu năm rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu CK nữa Đây nè, CK nữa nha Kevin áo đẹp rất là đẹp luôn ừ, đẹp mình rất là mới luôn em chú đây nè đó nó sọc nó nó sọc nó mờ 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 em chú đẹp lắm nha ừ. áo mới lắm luôn em chú áo còn như là áo mới luôn nó mới ừ, nó sọc sọc nó làm mờ mờ anh em chú đẹp lắm rồi em này có mã là y bảy sáu sáu bờ vai bốn mươi bảy eo bụng năm mươi chiều dài bảy mươi sáu em này có mã là Y bảy sáu sáu rồi tiếp nữa lòng em của nhà thương hiệu Thơm mì chút figure em ừ, áo đẹp mới như áo mới luôn này logo nữa nha ừ. anh em xem sọc nó đẹp áo nó mới như là áo mới mình luôn á em mấy chút Rồi, em này có mã là Y 767, bờ vai 40, eo bụng 50, chiều dài 69. Em này có mã là Y 767. Rồi, tiếp theo nữa lòng em cũng của nhà thương hiệu Tommy nữa anh em ơi. Nè nè, áo đẹp mới cũng mất mèo luôn anh em mấy chú đó, thông mỹ cũng mất mèo luôn nha ừ. còn giá tiền đô ở ở bờ vai nữa nha hàng xi như em nhưng mà là áo thì nó như là áo mới luôn anh em chú áo nó rất là mới rất là đẹp rồi em này có mã là y tám bờ vai bốn mươi lăm, eo bụng năm ba, chiều dài bảy mươi tám. Em này có mã là Y bảy sáu tám. Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Levi nữa em chú Levi nữa nha. đây nha, tát thì vai ở túi nha. Em này tay ngắn nên em chú áo đẹp mới rất là mới luôn giặt ừ, ngang cho năm chú em này giặt ngang nha có sửa đinh nha đây có sửa đinh ừ, áo rất là mới rất là đẹp luôn rồi em này có mã là y bảy sáu chín bờ vai năm eo bụng năm mươi bốn chiều dài bảy sáu em này có mã là y bảy sáu chín rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Thơm mì nữa nè mấy chú áo này. như áo mới mình luôn anh em chú nó mới này logo nữa nha em này nó không khác gì áo mới luôn anh em chú nó mới sọc nó đẹp nữa. Ừ. áo mới mà sọc đẹp nữa nè mấy chú rất là đẹp luôn logo nữa nha rồi em này có mã là Y bảy bảy không bờ vai 48 mươi tám eo bụng năm chiều dài tám em này có mã là Y bảy bảy không rồi tiếp theo nữa là em cũng của nhà thương hiệu Thơm mì nữa em chút. hip figure nữa nha Ừ, đệ áo nó đẹp, nó mới logo nữa nha. Anh em xem nè, áo nó mới như là áo mới mà lụa anh em, nó mới, nó đẹp. Nó sọc rất là đẹp luôn. Rồi, em này có mã là Y771, bờ vai 43, eo bụng 52, chiều dài 75. Em này có mã là Y771. Rồi tiếp nữa là một em cũng của nhà thương hiệu Thơm Mì nữa em chú. Ừ, áo mới rất là mới, rất là đẹp luôn. Tay ngắn nữa em chú. Này, logo ở túi nha. Em này form hai túi anh em chú. Form hai túi nha. Đó, áo mới rất là mới, như áo mới mình luôn anh em chú. Nó mới nó đẹp. Tay ngắn. Rồi em này có mã là Y 772, bờ vai 45, eo bụng 55, chiều dài 78. Em này có mã là Y, 772. Rồi, tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu CK nữa nè, em chụp. Cây Em này còn không chỉ găng nữa nè, áo mới chưa sử dụng nữa nha. Phong Slim. Ừ. Mấy em này là hàng của sản xuất ở Bangladesh không? Anh ừ. em CK hàng của Mỹ không áo rất là mới rất là đẹp em này như là áo mới nha nên chút chưa sử dụng nha ừ. bởi vì còn không chỉ găng này nên chút chỉ găng này là của nó nè chưa sử dụng nha chưa mặc luôn em chú, bởi vì áo nó rất là mới nè nó còn cái đường ship nữa nè ừ. rồi em này có mã là y 773 bờ vai 41 eo bụng 49 chiều dài 73 em này có mã là y 773 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu liều vai đây nha áo rất là mới rất là đẹp luôn đây tám liều nữa nha Sọc nên em rất là đẹp luôn nha áo còn rất là mới sọc rất là đẹp luôn Rồi em này có mã là Y774 Bờ vai 42 Eo bụng 56 Chiều dài 72 Em này có mã là Y774 Rồi tiếp theo nữa là một em của nhà thương hiệu Gap nữa nè mấy chị Đó, Áo rất là mới, rất là đẹp Trắng không tìm vết anh em chú Trắng như áo mới nè mình giải pho nữa nha anh em chú mình giải pho nha dày dặn chắc chắn luôn anh em chú mình giải pho mặt nó sang nó đẹp lắm mình giải pho chắc chắn luôn, mình giải rất là chắc anh em chú mình giải pho rồi em này có mã là y 775 bờ vai 45 eo bụng 51 chiều dài 75 em này có mã là y 775 rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu điều vai nữa em chụp nên em áo đẹp mới lắm đây, táp điều vai nữa nha, à, sọc rất là đẹp luôn, áo còn rất là mới luôn em mấy chú, áo còn rất là mới, sọc rất là đẹp luôn, <cười> <cười> điều nha như em chú. Ừ. rồi em này có mã là Y 776, bờ vai 45, eo bụng 52, chiều dài 74. Em này có mã là Y, 776. Rồi tiếp theo nữa lòng em cũng của nhà thương hiệu Thông Mì nữa này, chút. nè mấy chú. Nên nha, áo đẹp, mới lắm. Này logo nữa nha. Đó, áo nó rất là mới, sọc rất là đẹp luôn. Rồi em này có mã là Y7777 3 số 7 Bờ vai 47 Eo bụng 54 Chiều dài 78 Em này có mã là Y7777 số 7 Áo đẹp mới Rất là mới anh em chú Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Hot Litter nữa anh em chú Đây nè Áo mới đẹp lắm Đây logo nữa nha Tiêu nha áo rất là đẹp còn rất là mới luôn em chú sọc rất là đẹp rồi em này có mã là y 778 bờ vai 45 eo bụng 54 chiều dài 76 em này có mã là y 778 Rồi tiếp theo nữa là em của nhà thương hiệu Gap nên em chú Đây nha Gap em chú Áo nó sọc nó đẹp. Em này mình dễ pho nữa em chú. Mình dễ nó 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 dày dặn mà nó chắc lắm nha. Đó, nó có cái độ đàn hồi mềm mịn thế này em chú. Mặt nó rất là sướng luôn. Đó, áo rất là mới, sọc rất là đẹp luôn. Mình dễ pho. Mặt chắc lắm anh em chú. mình dễ pho. Mặt nó đẹp mà nó sang nữa em chú. mình dễ pho. Đó. Rồi, em này có mã là Y779, bờ vai 48, eo bụng 57, chiều dài 79. Em này có mã là Y779. Áo đẹp mới lắm anh em chú. Rồi, tiếp theo nữa là em cũng của nhà thương hiệu Tommy nữa anh em chú. Áo rất là mới, rất là đẹp luôn. Này, logo ở túi nha. tay ngắn luôn anh em chú áo rất là mới, rất là đẹp. Ừm. Sock rất là đẹp luôn anh em ơi. Rồi, em này có mã là Y 780, bầu vai 46, eo bụng 54, chiều dài 79. Em này có mã là Y 780. Rồi, em kết thúc video đây đây nha, nha mấy chú. Chúc anh em, chúc mấy chú lựa được những sản phẩm mà mình nghĩ dự ý nha, nha mấy chú. Ngày mai em lên video khác cho anh em mấy chú lựa chọn tiếp nha. Chào anh em, chào mấy chú nha.